bạn có thể tưởng tượng được một cô gái cao gần 1m7, nhưng chỉ nặng 28 cân trông sẽ thế nào không? Gần đây một em gái Trung Quốc vì gầy đến mức kinh người mà lên hẳn báo đài Nhật Bản. Cô ấy là Tiểu Lưu, vào năm 27 tuổi, cô quen bạn trai Tiểu Nghiêm qua mạng. Tuy hai người chưa từng gặp mặt, nhưng khi nói chuyện Tiểu Lưu biết được, Tiểu Nghiêm là một soái ca cao 1m8, ngoại hình cũng vô cùng hợp ý cô. Tiểu Nghiêm tiết lộ với Tiểu Lưu, bản thân thích những cô gái gầy một chút, tốt nhất là gầy trơ xương như mấy minh tinh ấy. Không ngờ lời này của cậu ấy lại trở thành nguyên nhân khiến Tiểu Lưu rớt xuống vực sâu không thể thoát được. Khi đó Tiểu Lưu cao 1m67, nặng 60 cân, dáng người vô cùng tiêu chuẩn, nhưng so với các minh tinh nữ thì vẫn còn kém xa. Để trở thành mẫu người mà bạn trai thích, Tiểu Lưu bắt đầu hành trình giảm cân điên cuồng. Sau một thời gian ăn uống tập luyện vất vả, chỉ trong vài tháng Tiểu Lưu đã giảm hẳn 15 cân. Cân nặng 45 cân đã thấp hơn mức tiêu chuẩn rồi. Nhưng Tiểu Lưu vẫn cảm thấy bất an, không biết cậu ấy có thích mình không nữa. Để xác minh xem bây giờ bạn trai có hài lòng với thân hình của cô không. Cô ấy vượt qua 3.000 cây số đến thành phố của bạn trai để gặp anh ấy. Dáng em đẹp thật, làm gì có đâu. Lời khen của bạn trai khiến Tiểu Lưu có thêm niềm tin. Cô ấy cho rằng chỉ cần bản thân càng ngày càng gầy thì bạn trai sẽ thích bản thân hơn. Sau đó, cô ấy chọn cách giảm cân trực tiếp nhất chính là nhịn ăn. Để chuyên tâm giảm cân, cô ấy còn nghỉ việc. Tuyệt quá, mình lại xinh đẹp hơn rồi, gầy trơ xương rồi nè. Đối với Tiểu Lưu mà nói, tiêu chuẩn của cái đẹp chính là cân nặng. Đây chính là video cô ấy quay khi 35 cân. Đã gầy đến mức lồi xương rồi, có thể nhìn thấy rõ các khớp xương trồi ra, cánh tay cũng bé như cành trúc. Và cô ấy mang trạng thái như thế này đi gặp bạn trai lần hai. Anh có bất ngờ không? Vì anh em đã giảm 10 cân đất, nhưng phản ứng của bạn trai hơi lạ. Ôi ôi, anh có điện thoại. Ôi, đồng nghiệp anh tìm anh đi trước nhé. Chúng mình nói chuyện sau nhé. Rõ ràng bạn trai bị thân hình bây giờ của Tiểu Lưu dọa sợ chết khiếp. Nhưng Tiểu Lưu vẫn cảm thấy chỉ cần gầy thêm chút nữa, bạn trai nhất định sẽ càng thích cô hơn. Về sau Tiểu Lưu chuyển sang phát sóng trực tiếp, dùng cơ thể lạ người này để thu hút người theo dõi. Sau đó thì bán thực phẩm giảm cân. Trong video này cô ấy chỉ nặng 28 cân. Cô ấy nói với các nhà báo, một ngày 3 bữa mình đều ăn bình thường. Còn về tại sao ăn nhiều thế mà không béo, đều là vì cô ấy bán thực phẩm giảm cân. Nhưng người bình thường đều biết cô ấy đang nói dối. Về sau Tiểu Lưu xuất hiện trên một chương trình tình cảm, gầy đến mức giơ xương ngực chân như cái que, cả người gần như không có mấy lạng thịt, dường như một cơn gió cũng có thể quật ngã cô. Từ đó có thể thấy gầy thành bộ xương không đẹp tí nào. Nhưng cô ấy lại vô cùng hài lòng về thân hình hiện tại. Lần này cô ấy lên chương trình là để tỏ tình với bạn trai. Nhưng vô cùng đáng tiếc, bạn trai cô không hề đến trường quay. Anh ấy chỉ để lại cho cô một bức thư. Chào Tiểu Lưu, em vì anh mà trở nên gầy như thế này. Anh không có dũng khí đến gặp em. Hy vọng em hãy quên anh đi. Anh tin rằng em nhất định sẽ tìm được một người yêu em hơn anh. Xin lỗi em. Sau những cú sốc này, Tiểu Lưu dần dần tỉnh táo lại. Cô ấy cố gắng tăng đến 40 cân. Không thể không nói đầu óc của những cô gái chỉ biết yêu đương đáng sợ thật sự. Tiểu Lưu phải nhanh chóng tỉnh táo lại mới được.